rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. Hello, chào anh em. Chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh Help VKT của mình nha. Thì hôm nay mình xin giới thiệu đến cả nhà một cái game. Nói chung thì nó cũng không có việc quá nữa. Mình tính là hôm nay up cái clip game việc quá, nhưng mà bây giờ thì nó không có kịp tiến độ, nên bây giờ mình sẽ làm một cái game này cho các bạn. Đó, cái game này các bạn thấy đó, nó phi tới còn thiếu một kim nguyên bảo nữa. Như là một vàng nữa là được 1 tỷ rồi. Hài hỏa thích nha các bạn. Bây giờ mình hướng dẫn các bạn đăng ký nhau. Bấm vào đây như tình này. Rồi bấm vào đây. Vậy là các bạn đăng ký được rồi đó. Mình thấy cái game tương đối là nó ổn định nha các bạn. Các bạn thấy đó, nó ra được tới 20 server rồi. Bạn không cần phải chọn nhân vật nha. Đó, bấm vào cái mũi tên này, đây là auto nha các bạn. Video này cái chữ màu đỏ, đừng quên nhấn vào cái quả chuông nha để hiện cái thông báo nha. Các bạn hãy chia sẻ cho bạn bè cũng như là những người đam mê game free app hoặc là lậu rồi này nọ thì chia sẻ giúp mình nha, để cho cái lượt đăng ký mình lên khoảng 1.000 lượt đăng ký giúp mình đi. Cảm ơn cả nhà nhiều nha. Bây giờ chúng ta vào trong cái rương này. Rồi bây giờ mình bấm vào đây. Trang bị vũ khí ha. Nói chung thì mình cũng chưa biết là như là mình đã biết cách tìm ra cái vũ khí này rồi, mà nó cũng đây nè, muốn vũ khí phải không các bạn? Cái này là con bé chúng ta chưa mở được. Ủa, tại sao chúng ta chưa mở được này luôn ta? Thôi nghỉ luôn. Server hơi bị lắc nha các bạn. Thường thường các bạn chơi game free này nọ thì nó vẫn lắc như thường, huống chi là cái server này free cho tới 1 tỷ kim nguyên bảo. Nói chung thì ngồi quay như vậy cũng rất là mỏi tay nha các bạn. Nhưng vì cả nhà thân yêu thì mình ráng thôi. Để mình auto một chút thôi. Thấy chắc bao nhiêu đó cũng đủ mỏi tay. Đó ha, còn cái cuối nè. Rồi giờ ra ha. Vô gương ha. Ở vậy là không phải. Đó, cũng đẹp như người ta đó chứ. Vậy rồi vô mình dưới đồ. Và bên cái phần này nè, mảnh này nha các bạn. Mới có 13 mảnh nè, 14 mảnh nè. Buồn yếu quá.
là mình vào đây mình auto cho lên level chút rồi. Ồ, chưa auto được luôn hả? Auto đâu ta? À đây nè. Ủa, bấm vô luôn rồi. Hốt ra, hốt ra. Vậy là chắc cái nút kế bên rồi. Ờ, level 10 mới được các bạn ơi. Thôi đánh chạy thôi. Game này thì tương đối lên cấp cũng nhanh nên các bạn cũng không phải lo ngại gì nhiều nha. Nếu như ở ngoài mà có được 1 tỷ như vậy thì chắc mình đã mở cái server, mấy cái server cho mấy các bạn chơi rồi. Cái sụt game lậu thì phi, không phải là lậu mà phi như vậy, sụt game mà có, mình đã có nhiều rồi nhưng mà không có kinh phí để mà mở cho các bạn. Nói gì nhiều rồi, thật ra là mình chém gió thì ờ, đây là cường hóa cho các bạn. Maximum rồi đó. Level 4. À, mình lên level 4 mà nhanh thiệt chứ các bạn. Đây, đây mình xin giới thiệu với các bạn. Đó, mình chọn nhân vật là chọn ở đây nữa nha các bạn. Mà thôi đừng có mua đồ cho con này, con này hết phới. Để mình sẽ vào cho các bạn xem ha. Ơi vô cùng rồi. Trời ơi. Server này nó liên server hay là đấu trường thì nó cũng yếu lắm các bạn. Đó, hồi đồ ngoại nhìn đẹp cơ. Con này mà phi mà được diệt hóa là thôi, ngon lành luôn. Mình nghĩ là à, tắt đi cái phần mà dẫn truyền. Vì nhiều khi mình hướng dẫn vậy mà các bạn còn muốn không xem nữa, nói chi mà dẫn truyện với dẫn hình. Đó, này là cộng kỹ năng nha các bạn. Này là tới level bao nhiêu mới được mở đi. Nhìn hết cái map mới được mở nữa hay sao, quên. Hết cái map này nha các bạn. Quẩy nát cái chương 1 thì chúng ta sẽ có được cái ấy nha. Công sĩ xin chú. Đây đó. Binh. Ừ. Còn nữa không, còn nữa không. Game nào hướng
dẫn cũng như là link đồ thì mình để ở dưới cái phần miêu tả của clip ở dưới này nha các bạn. Còn cái khúc mà hướng dẫn download thì nó nằm ở phía sau á. Thôi tạm thời là bao nhiêu đây thôi. Đó. Cái này là đi ấy ấy. Nhưng mà bây giờ mình sẽ qua cái nick mà mình đã chơi được một thời gian rồi để cho các bạn xem là full tướng nó ra sao. Đây bây giờ chúng ta vào cái nick của mình nha. Nick này mình cũng chơi mới có 2-3 ngày nha các bạn. Cái bí kíp mà để lên level nhanh là nằm ở đây nè. Đó. Nhiều khi các bạn bận, các bạn không có đánh được phải không? Qua một ngày là các bạn bỏ kim cương ra. Đâu thằng đây nè. Bị gì vậy ta? Bỏ ra là chúng ta nhận nhận cái nhiệm vụ mà hôm qua chúng ta không có làm đó. Quên gọi kim cương mít. Các bạn thấy cái lượng kinh nghiệm mình không? Thường thường là mấy game free nó vậy đó các bạn. Chơi cái server nó cứ lắc sao. Đó bây giờ chúng ta vào cái đánh một trận cho các bạn xem nha. Đó bây giờ nó mới chịu lên level rồi các bạn. Level bấm vào tiếp đó, lên cái level nữa rồi đó các bạn. Đó, 117. Cứ mỗi ngày chúng ta lên online vài phút là nó lên level. Thôi đừng có nhận nhiều để nó lắc đâu. Đó. Vào phó bản nha, các bạn thấy mấy con này không? Đó, chút mình ra mình chỉ cho các bạn lấy con này ha. Bấm vào tù đi. Bạn khỏi đánh, nó cũng đánh. Mấy con này nó đánh cũng hết rồi còn gì nữa đâu. Đó. Đó. Cái skill đó. Cái con này nó cũng như là cái đồng hành của các bạn trong game Võ Lâm vậy các bạn. Bây giờ mình qua mình test cái nhân vật thứ hai cho các bạn xem nha. Tiệt chiêu cũng không có đẹp lắm. Mình thấy có anh Hòa Hượng đầu tiên là cái tiệt chiêu đẹp nhất. Cái này là gì? Như vòng tròn bảo vệ. Bây giờ mình sẽ test cái nhân vật cuối cùng cho các bạn nha. Cái nhân vật này các bạn phải mua. Và cái chỗ mua thì nó nằm ở đây nè. Bấm vào đây. Đó.
các bạn có thay đổi nhân, thể thay đổi nhân vật nè. Đó, bấm vào đây. Nếu các bạn muốn lấy một cái nhân vật thứ tư ra thì các bạn phải bỏ bớt một cái nhân vật của mình. Đó. Còn đồ cam này các bạn muốn mà mở nó chính xác á thì các bạn hãy dùng cái mảnh này các bạn mở cho nó lại, ghép lại. Này là đi tìm, quên, mình không rành mấy cái tiếng Trung này cho lắm. Đó, bấm vào, bấm vào, nó không ra đúng thứ tự cho các bạn đâu nha. Đó, con này không có đúng không, chuyển qua con kia. Đó, con này cũng không có đúng không, chuyển qua con nọ. Đó, nó mở gọi là những cái auto vậy các bạn. Anh tăng sĩ của mình. Đó, được vũ khí vàng luôn nha các bạn. Con này đánh rất là bá, nhìn mặt ngầu ghê không? Ngầu vậy là các bạn cũng đủ hiểu rồi. Trước khi test cho các bạn thì chúng ta vào đây, mình sẽ chỉ cho các bạn kiếm cái đồng hành ha. Đây, đồng hành nó nằm ở đây nè. Đó, chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8 không? Đúng rồi, 8 con nhân vật gọi là nó có top. Còn cái con màu cam, màu tím mình thấy không biết có top không. Mình mới có lụm được 2 con rồi nha các bạn. Rồi bây giờ mình vào mình test cái nhân vật này cho các bạn luôn ha. Không muốn làm mất thời gian của các bạn. Nãy giờ chưa sử dụng một cái skill nào luôn mà cái tiền rất rõ. Ôi ôi sao rồi kém mà kiếm quá vậy. Nó say kiếm nó kém từ xa. Kiếm rồi cũng thấy bay xung quanh tự xét thương đó. Cái kiếm giác không nổi luôn, phải kéo kéo lên luôn các bạn. Nhát một tí tào lao đi. Đây con này có nổ luôn các bạn. Con này bỏ tiền mà mua nên nó có nhiều cái kỹ năng rất là đẹp. Đó, vuốt kỳ kiếm nữa. Thôi video cũng dài rồi, mình kết thúc video tại đây nha. Bye bye, chào tạm biệt cả nhà. Các bạn cứ vô đây mà các bạn đập rương nè. Đó, kiếm mạnh và mở. Còn đây là nói chung là thôi các bạn tự tìm hiểu đi. Mình giải thích vài dòng cho các bạn rồi lại lưa thưa lết hết. Còn đây đấu trường, đánh thử một trận như các bạn xem. Để auto luôn cho nó lẹ. Auto 1. Đồ cam cũng như là đồ vàng của mình chưa có nhiều. Đồ hoàng kim chưa có được nhiều nha các bạn. Bây giờ mình lấy anh này ra đánh nè. Đó, anh này ra là sẽ hát đánh trận nó cho các bạn xem. Vô. Quay tay không dùng kỹ năng luôn, nó cũng không có đánh được mình. Tại con này nó trâu lắm, mình đã cộng nó gần như là mát.
bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong cái clip tiếp theo. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách download nha. Và đừng quên bấm vào cái nút đăng ký ở dưới, cũng như là ở góc bên phải của cái góc dưới bên phải của cái clip mình nè. Nó nằm ở đây nè các bạn, nằm đây nè. Đây. Cái chuyện là nó sẽ có. Và bây giờ bye bye, chào tạm biệt các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách là download game. Các bạn nào dùng điện thoại thì các bạn hãy mở nó qua bên cái phần của YouTube. Hoặc là không cần YouTube cũng được nữa, các bạn bấm vào cái link nè. Đó. Này dành cho Android nha các bạn. Đó, bấm vào đây. Các bạn mở bằng cái trình duyệt Google Chrome nha, hoặc là cái internet gì của mình cũng được. Đó, bấm vào đây, click vào đây. Còn cái này các bạn bỏ nha. Cái phần tích và quảng cáo bên này. Đó, là cái phần download tiếp theo. Là đó là download của game. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.